Hello anh em, chào mừng em quay trở lại Nguyễn Công PC. Hello anh em. Và để có một thông báo nhỏ là từ nay thì Trung sẽ là người lên video với mình. Còn anh Dũng thì anh sẽ công tác ở một nơi mới nhá. Đi xa rồi. Thế nên là chúng ta cũng thôi, phải bắt nhịp với cuộc sống mới anh em ạ. Kệ người ta đi, không quan tâm người ta nữa. Bắt đầu video. Câu hỏi đầu tiên thì đến từ bạn Phan Trung Hiếu. Bạn hỏi là hai cho em hỏi nên xài 2060S hay 3060 để chơi game. Em nghĩ sao về cái câu này? Thì 2060 Super nó đã ra mắt được khá là lâu rồi, tội gì mà phải dùng 2060 trong khi mà mình có thể chọn được 3060 luôn. Tầm này thì cứ 3060 là dã, bởi vì thực ra là cái hiệu năng của 3060 nó vẫn hơn khá khi mà so với 2060 Super. Và bây giờ nếu mà bạn tìm 2060 Super tầm này hiếm ấy nhỉ. Thứ nhất là hiếm. Mà thứ hai nếu mà có thì chắc chắn là châu. Khó lắm, bởi vì là cái thời điểm mà cao điểm ấy, bạn kiếm được một con 2060 Super là không thể kiếm được. Tất cả các thợ đào đều kiếm con này, bởi vì con này cái hiệu năng đào ra mà trên cái lượng điện của nó nó cực kỳ ngon và nó tối ưu rất tốt cho thợ đào. Thế nên là tầm này nếu mà có về khả năng cao là đều đang là xả, thế nên anh em nhớ là cẩn thận. Mà thôi tầm này cứ mua 3060 cho nó lành. Nó sẽ nhiều sự lựa chọn hơn cho anh em, và kể cả có là châu thì nó sẽ là châu non mới. Nó là châu non và nó sẽ đảm bảo cho anh em được cái quá trình chơi game nó ổn, chứ không là lăn đùng ra chết đấy. Thế là ok đúng không? Okay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Lê Thông Thái Nguyên. Bạn hỏi là hai anh cho em hỏi có con màn nào 24 inch 2K 144 không? Theo em biết thì màn 24 được cái nọ nó mất cái chai, có thể là màn 24 2K thì có nhưng mà lại không có 144. Mà có 144 thì nó lại không có 2K. Đấy, hơi khó. Đúng rồi, nghĩa là bây giờ gần như trên thị trường hiện tại bây giờ bạn sẽ rất khó tìm được một mã nào mà nó vừa là 24 inch, vừa là 2K mà vừa là 144. Bạn chỉ có thể chọn được là 24 inch 2K thì có mấy con đeo và mấy con làm đồ họa thì có. 24 inch Full HD 144 thì mấy con game mèo cũng nhiều, nhưng mà một con vừa 24 inch vừa 2K vừa 144 thì thực sự rất khó. Và mình nghĩ là nếu mà anh em để chơi game hay là để làm gì thì mình nghĩ là nếu mà lên 27 nhỉ. Lên 27 thì cái khoảng 2K 144 nên nó sẽ phổ biến rất là nhiều, và giá nghĩ là giá nó không chênh lệch quá nhiều đâu nhỉ. Không, có đấy. Có. Bây giờ nếu mà giá trung bình bây giờ anh em kiếm một con Viven thì nó sẽ rẻ, nhưng mà nếu mà không tìm được con đấy thì giá nó sẽ rơi khoảng 8 đến 9 triệu. Nhưng mà màn 24 inch 2K ở Việt Nam có mấy đâu, thì kiếm khó thì có giá có khi cũng đắt. Cũng đúng nhỉ. Nên thôi, cố gắng lên con 27 đi, ở Việt Nam kiếm nhiều hơn, hàng chính hãng bảo hành lâu dài cho nó ngon. Câu tiếp theo của chúng ta đến từ bạn ZHK ZHDO cái gì ấy nhỉ. Khó đọc. Người cho em hỏi là con Aco 3084V2 và con IKBC CD87 Vintage thì nên chọn con nào? Câu này thôi để cho ông Trung nó trả lời. Thì nếu như mà khoảng 2 năm trước thì mình nghĩ là mình sẽ chọn IKBC ấy, nhưng mà bây giờ Aco mình thấy nó là sự chọn hợp lý hơn. Ngoài cái việc mà nó dùng nhiều, có nhiều tính năng hơn ấy, thì keycap nó cũng sẽ đẹp hơn này. Nó có nhiều sự lựa chọn hơn, rồi cái V2 thì cái Aco CS Switch cũng gọi là cũng khá là ổn rồi, thì không tội gì mà chọn IKBC nữa. Đúng, cũng nói chung là anh không biết nhiều về bàn phím như này đâu, nhưng mà cơ bản thì với anh thì khoảng 2-3 năm trước ấy, khi mà cái thế giới bàn phím cơ nó chưa quá phổ cập đến người dùng thì IKBC là một cái hãng rất là chất lượng, bởi vì họ cho ra những cái bàn phím mà đúng là trong cái tầm chất lượng của họ khoảng 3 năm trước thì rất khó có một cái nào mà cái hồi đấy thì luôn. Con này nó là gần như là kiểu cao cấp rồi. Dòng cao cấp đợt đấy chỉ có mấy con nhựa Vamilo này, xong là không phải full length, con gì nhỉ? Con gì đợt trước anh có dùng nhỉ? Thì nhanh quên rồi nhỉ. Thôi kệ, bỏ qua đi, nhưng mà nói chung có mấy hãng như thế thì đúng thật là chỉ có mấy hãng để làm kiểu bàn phím cơ. Nó dùng Cherry Switch thì cái hồi đấy rất là một cái gì đấy đỉnh cao. Đúng rồi, đỉnh cao Cherry rồi, nhưng mà bây giờ thì câu chuyện nó đã hoàn toàn khác rồi. Aco đang làm quá tốt ở cái mảng bàn phím cơ dành cho người dùng phổ thông. Nghĩa là họ có thể làm ra một bàn phím cơ custom cho người dùng phổ thông. Họ làm ra được những cái keycap rất là đẹp. Họ làm ra Switch nhìn nó cũng đẹp luôn. Và đọc tên cũng khó nhớ luôn. Mà được cái là nó dùng luôn, vẫn ổn. Và nó vẫn ổn. Thì bây giờ thực sự là Aco bây giờ nó thế lực to rồi. Thế nên là nếu mà anh em đang phân vân giữa hai con này, nếu mà anh em không cần một nếu mà anh em chỉ cần một bàn phím không quá cầu kỳ hay đấy thì IKBC cũng là một sự lựa chọn. Nhưng mà nếu mà anh em thích cái sự đẹp đẽ và cái sự màu sắc tươi tắn các thứ ấy, và nó dễ custom hơn thì không có lý do thì không chọn Aco cả. Con 3084 này một con custom cũng rất là ok đúng không? Custom okay. Ok. Đấy nhá, đấy thì mình đưa ra hai cái option để cho bạn có thể lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Zaga K2. Bạn hỏi là con màn LG của bạn ấy không nhận tín hiệu từ dây DisplayPort này, khi cắm vào 2060 mà chỉ nhận dây HDMI thôi, update phần mềm rồi, làm mọi thứ rồi, cũng xóa sạch cả driver rồi,
nhưng mà vẫn không được, nhưng mà dùng cái dây DP đấy đi cắm vào cái con khác thì lại lên. Thì em đang biết là máy này là dính vấn đề gì không? Em nghĩ là có khi là cái màn này có vấn đề về cái cổng DP ấy. Anh cũng đã rất suy nghĩ là bây giờ phần mềm sửa hết rồi, xóa hết rồi, cài đi lại rồi, nó vẫn không được. Không được, mà đến cái mức mà cắm cái dây khác sang con khác thì lại được. Thì chỉ có thể vấn đề là ở đây nó sẽ có hai kiểu. Một là do DP trên con VGA, hai là do cái cổng DP ở trên con màn hình. Bây giờ bạn thử test nha, bạn kiếm một cái màn hình khác, bạn cắm DP đấy từ con 2060 ra cái màn khác xem nó lên không. Nếu mà nó lên thì chắc chắn là con màn bạn đang có vấn đề. Và ngược lại, tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Anh Quốc. Bạn hỏi là, cho mình hỏi là bạn ấy có con RTX 2060 Aorus Extreme, core clock các thứ là nó có số liệu như thế này, nhưng mà tại sao mà khi mà bạn dùng thì core clock lên tận là 1980 và có khi lên tận là 1995, và bạn hỏi là nguyên nhân tại sao dẫn đến tình trạng như vậy và để default về nhà sản xuất được không ạ? Thì nhiều khi nhìn xung nó cao mình lại thích ấy chứ. Ừ. Và con em biết thì con Aorus này là một cái dòng cao cấp thì nó có OC lên đúng không? Chắc chắn, dòng Aorus Extreme là một dòng cũng khá là cao của Aorus rồi. Nó chưa phải là mắc binh đâu, nhưng mà nó dòng rất là cao và chắc chắn nó sẽ có tích hợp thêm công nghệ là OC rồi. Và khi OC lên thì đương nhiên là xung nó sẽ cao hơn và hiệu năng nó sẽ nhỉnh lên một chút. Nhưng mà cái việc nhỉnh lên một chút này các bạn có lợi chơi mà game càng sướng như tội gì. Các bạn có lợi mà tại sao bạn phải lo, bạn đừng có lo về cái việc là xung nó cao hơn nha, bởi vì bạn đang không phải là dùng bản default. Bạn không dùng cái bản gọi là cái gì nhỉ? FE. Cái Foundation của ấy thì nó đương nhiên là xung nó sẽ cao hơn rồi, và những cái bản OC như này thì nó sẽ tăng lên hiệu năng cho bạn. Trừ khi là con này nó quá nóng, mà em nghĩ là con này nó cũng không nóng được. Không nóng đâu, 2060 cũng không phải là một con nóng. Và Aorus Extreme hình như con này cũng 3 fan. 2060 mà 3 fan thì không bao giờ nóng. Yên tâm, ở thì nhà mình cũng đang để dùng, thế mà dùng. Mình cũng đang dùng con 3 fan mà. Nó mát cực luôn, có đâu đó 7 mấy độ thôi. Không, cái này tùy nhá. Cái này tùy người nhá, tùy máy. Hệ thống máy như nào thì nó sẽ so cho ra một nhiệt độ khác. Đóng cây như nào, airflow như nào, nó sẽ ảnh hưởng. Mình nói ra đây thì mình khoe thôi, chứ không bạn không nên tham khảo nhiệt độ này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Trung Trần. Bạn hỏi là giữa 1070Ti và 3060 con nào mạnh hơn, và chỉ làm video bình thường có cần nâng cấp lên 3060 hay không? Mình cảm ơn. Sao em nghĩ sao so sánh được cái này nhìn nó hơi cập khiễng nhỉ? Bây giờ nhá. Nếu mà chỉ edit video bình thường thì 1070Ti vẫn được, vẫn ngon. Đúng rồi. Nhưng mà nếu có điều kiện nâng cấp thì 3060 mạnh hơn 1070Ti. Mình làm một phép tính đơn giản cho bạn thôi. 1070 cộng 1070 bằng 2140, đúng nhỉ? Đúng rồi. 2140 nó chưa to bằng 3060. Tức là con đấy không ngon bằng con 3060. Nó còn chưa bằng một nửa kia kìa. Thế nên là bạn không cần phải so sánh, chắc chắn con 3060 sẽ ngon hơn ở tất cả mọi mặt. Chứ kể con 3060 này VRAM nhiều hơn đúng không? 12. VRAM nhiều hơn nhiều. Nó ngon hơn về mọi mặt, từ VRAM, từ sức mạnh của nhân GPU cho đến độ to, độ đẹp thì chắc chắn là con 3060 nó sẽ nhỉnh hơn. Nhưng mà ở đây nếu mà bạn hỏi là có cần nâng cấp lên 3060 không thì bạn sẽ tự hỏi tùy vào cái nhu cầu bản thân của bạn. Edit video gì? Bạn edit video như thế nào? Nếu mà như kiểu bạn làm 4K hardcore lâu dài thì 3060. Thật, bởi vì là lên hình như từ 2.0 đổ lên thì bắt đầu là nó support nhiều luôn. Nhiều hơn, đúng rồi. Nó nhiều codec hỗ trợ hơn. Đấy, thì với 1070Ti thì chưa chắc những codec được hỗ trợ. Và nếu mà bạn đang sử dụng những con dòng máy cao cao một tí, dòng máy quay ấy, thì chắc chắn là bạn nên lên để có cho mình một cái trải nghiệm làm việc cũng như là sử dụng nó ngon lành nhất. Còn mà kiểu lâu lâu là edit một vài cái vui vui thì cũng không cần. Và chơi LOL thì cũng không cần. Cái đấy thì nói làm gì? Thì không, nhưng chắc chắn là như này mà không chơi game thì cũng phí. Thì nếu mà bạn có chơi game nữa thì nhẹ nhẹ thôi thì không cần, nhưng mà mình nghĩ là thôi. Có tiền bây thì giờ lên, 3060 nó cũng rẻ rồi. Nó đâu đó khoảng hàng mới cũng khoảng 8 triệu. Ở nguyên công PC bây giờ cũng tầm 8 triệu thôi. Anh em nâng cấp thoải mái rồi thì nên lên đi. Nhá, nâng cấp công nghệ lên đúng bẩn tí. Cứ đến Nguyễn Công PC mà mua nhá. Nguyễn Công PC. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Trần à Nam Trần Hoài. Cứ tưởng Nam Trần. Em đang dùng combo 2700X, X470 Rockstrike 16GB RAM, 2060 Super định nâng lên con 5600X và VGA nào để chơi game ổn ở 165Hz 2K. Main của bạn ấy theo nhà sản xuất là có hỗ trợ 3.0, nhưng mà có một số hãng nó sẽ có cập nhật lên driver 4.0 cho. Thì bạn hỏi là khi mà chip và RAM VGA đều hỗ trợ PCIe 4.0 thì bạn ấy phải dùng SSD 4 ở trên khe PCIe mới có thể kích hoạt được 4.0 đúng không? Hay là sử dụng trên khe M2 cũng được? Rồi, câu trả lời hỏi. Cái câu đầu em câu đầu. Anh trả lời đi cho nó. Nếu mà để một bộ PC như thế này bạn nâng lên 5600X mà muốn để chơi game ngon lành ở 165Hz 2K thì mình yêu cầu một con 3060Ti đổ lên. Chắc chắn.
Nhưng mà ở đây thì mình không biết được nguồn bạn bao nhiêu, nhưng mình nghĩ là với một bộ PC kia nguồn bạn bét nhất đã phải là 650 rồi. Thì với một con nguồn 650 là có thể gánh được 3060 Ti một cách rất là ngon lành. Thì không có gì bàn cãi, 3060 Ti đổ lên. Rồi, đến câu 2. Còn cái câu 2 thì ở một cái số nào đấy trước thì anh Dũng có nói về cái vấn Đúng đề rồi. cập nhật BIOS rồi đúng không? Thì tất nhiên là nó sẽ không thể cắm được vào khe M2. Update BIOS lên ấy, thì nó vẫn có thể nhận 4.0, PCIe 4.0 nhưng mà Đúng. là phải là khe PCIe chứ không phải là khe Đúng rồi. M2 là được. Và bạn Ở sẽ phải mua cái gọi là cái gì ạ? card reader, cái Card kiểu reader cái ở khe cái card để cắm vào PCIe ấy, nó card. có hỗ trợ là cắm M2 trên con cái card đấy Thì được. thì nó mới đọc được, nhưng mà như vậy thì bạn sẽ mất đi một slot PCIe. Nhưng mà ở đây bạn đang dùng một con là X470F Trời ơi, con Broadfix, này con cũng này là có dòng 2 hay cao. 3 khe PCIe 16. Thì dùng Thì thế giới nó vẫn vẫn có được. thể dùng được. Nhưng mà thực sự là mình cũng thấy bạn không cần đâu. Bây giờ nhá, một con bây giờ bạn mua một con ví dụ con 970 Evo đi. Tốc độ nó rất cao rồi. 3.000, 2, 3.500 gì Và đấy, nhu đúng cầu không? của bạn là để chơi game ấy Thì thì cũng chả cần. cũng cũng không cần đến một con SSD4, trừ khi là về sau bạn nâng cả dàn lên, xong Thì rồi bạn mua ok. SSD4 thì không vấn đề gì. Bởi Nhưng vì bây giờ tốc độ load game nó cũng không quá là chênh lệch nhau nhiều đâu. đúng rồi, nó không khác gì nhau nhiều quá nhiều, nghĩa là cái trải nghiệm chơi game của bạn đã bắt đầu mượt mà từ con SATA rồi, nghĩa là đã gần như là bạn không cần phải suy nghĩ đến cái tốc độ của SSD nữa rồi. Ngày xưa dùng HDD load game lâu ấy Thì nó lâu. thì nó mới là vấn đề, chứ còn từ khi mà lên con SSD SATA có SATA cái là không Nó vấn đề khác gì khác bọt cả, hẳn rồi. không vấn đề gì cả đâu, nên thôi đừng nhá. Có tiền thì cứ lên, nhưng mà theo mình thì không nên lên. Với mình là mình sẽ không lên, bởi vì thực ra là bộ PC ở nhà mình bây giờ mình đang dùng SSD SATA Gen 3. 3 là vẫn đủ. Trừ khi là với những công việc ví dụ như em chẳng hạn, cóp sục nhiều Cóp sục rất nhiều, mà những cái thì sục lên tầm khoảng vài trăm GB ấy, thì lúc đấy thì thì mới nhận thấy được cái sự khác biệt thôi. Còn load nó sẽ game tiết kiệm thời gian đi khá nhiều, bởi vì nó SSD Gen 4 là X2 mà đúng không? x2 7.000. X2 so với Gen 3 Gen thì 3 là nó 3.000. sẽ ok. Thì như vậy còn với chơi game thì thôi nha. Tiết kiệm tiền, để tiền để mà ăn sáng bạn ạ. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Good Music. Bạn hỏi cho em hỏi là chơi Audition của VTC thì dùng con G6400 chơi được không? Không cần Trời dùng card giờ. ơi, cái này có phải thừa không nhỉ? Bạn Audition có gì mà nặng đâu bạn. Audition nó vẫn sử dụng cái engine đồ họa cũ, thì nếu mà vẫn cũ như vậy, nó chỉ nâng một chút về cấu hình, thì giống như mình ngày xưa bộ PC ở nhà mua 10 triệu cách đây 10 năm, bắn đột kích không cần cả. Thì bây Thì giờ nó vẫn chơi như thế. Audition nó vẫn thế. Nó bây giờ chỉ đơn giản nó thêm một vài đồ các thứ thôi, hiệu ứng các thứ nó vẫn thế, thì bạn cũng không cần phải nâng, và như vậy là chẳng vấn đề gì cả, bởi vì là những bộ PC ngày xưa chơi được thì bây giờ chả lý do gì không chơi được cả. Con này sẽ dùng UHD 630. Con G6 từ là UHD 630 nó vẫn ngon. Nó vẫn có thể chơi được, Liên Minh nó còn chơi được, Cho lên mình còn chơi chả được. có lý do cái Audition không chơi được, nên yên tâm mà chơi nhá. Câu thứ 9 của bạn Vương Ender, bạn hỏi là cho mình hỏi mình đang có nhu cầu chơi rất nhiều game mobile trên PC, không biết nên chọn i5 hay là Xeon, RAM thì nên dùng DDR5 hay DDR4. Thì chạy nhiều arc như này thì theo mình là Xeon nó hợp lý hơn. Xeon là nếu mà bạn đang kiểu dạng là cày cuốc game để kiếm tiền ở trên những Cả con cày thuê cày mà thuê chạy rất nhiều và tab. chạy kiểu nông trại luôn đấy, thành một cái nông kiểu một cái farm Thì để cày arc đấy, Xeon thì phải là Xeon Xeon. phải là Xeon, bởi vì chỉ có Xeon mới quản lý được Được nhiều nhiều. tầm khoảng 10 đến 20 30 cái file NOC, cái dàn lọc NOC đúng không? Thì nó mới có thể quản lý ổn thôi. Và RAM ở đây thì Tất tất nhiên đây đây rồi. nên dùng DDR4, nhưng ở đây nếu mà bạn vẫn đang tìm hiểu và kiểu Đến kiếm 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 linh kiện để làm build ấy, thì mình nghĩ là bạn nên ưu tiên tài chính nhất thì hãy kiếm một hệ thống RAM DDR3. DDR3. DDR3 bây giờ còn rẻ hơn DDR4 thì nó cực kỳ ngon luôn. Bạn bây giờ bạn cắm đâu khoảng 60 128 tầm khoảng 128 GB RAM DDR3 nó rất rẻ. Rẻ Rẻ hơn khá. DDR4 rất nhiều. Rẻ hơn DDR4 rất là nhiều, nhưng mà bạn phải kiếm được cơ chứ, bởi vì thực ra là RAM DDR3 bây giờ nó không phải là Đa số hàng cũ nhỉ? đa số hàng cũ Mới rồi. hiếm. Nhưng mà RAM thì không lo. Ram không RAM không nhà mình vẫn còn con DDR2 đến giờ vẫn dùng được không? Nghĩa là cắm vào máy vẫn có thể chạy được, thì bạn cứ yên tâm là về độ bền, miễn là con RAM không bị ẩm. Còn nếu mà nó chỉ bảo quản khô thôi thì nó trường tồn dã man. Nghĩa là với anh nhá, anh thấy ở trong linh kiện PC anh thấy con CPU con bền nhất, xong đến RAM. Ram. Còn đâu tất cả những cái kia đều xếp sau, nhưng mà với RAM đã thực sự rất là bền rồi. Thì nếu mà bạn kiếm được cho mình cái DDR3 thì nó ngon, còn không thì DDR4 cũng không phải là một sự lựa chọn cho tôi. Nhưng mà đừng lên DDR5, tốn tiền trả được cái gì không? DDR5 còn chưa có ECC. Đến câu hỏi cuối cùng của bạn Carson Akatsuki thì bạn hỏi là AD cho mình hỏi là RAM 5 thì dùng một thanh 16 hay là hai thanh 8 sẽ tốt hơn. Mình định nâng cấp CPU 7600X và X670. Một cấu hình rất mới. Đợt trước em mua con Túc Đát M15 ấy, thì cũng 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 tìm hiểu DDR5, nhưng mà 8 GB laptop thì có, nhưng mà 8 GB ở trên desktop bây giờ ở Việt Nam hiếm nhỉ. Hiếm, nghĩa là
những cái mã 8GB ở Việt Nam, nghĩa là 8GB đây là Nam có. Có. Ở nước ngoài cũng có, ở Việt Nam cũng có, nhưng mà nó rất ít. Nó ít cực luôn á. Nó rất ít sự lựa chọn cho các bạn luôn. Ví dụ điển hình nhá, là G-Skill không làm một con nào 8DR5 hay là một con Corsair, hình như cũng không có một con nào cả. Mà Kingston anh thấy có. Nhưng mà không thấy bán không hàng thể bán ở Việt Nam quá quan nhiều trọng là như thế. Thế nên là hiện tại bây giờ thì bạn phải chọn một thanh 16 thôi. Và bạn yên tâm là nó tương đương với cả là dual channel ở trên DR4. Thế nên hoàn toàn bạn có thể sử dụng được một thanh vẫn thoải mái. Một thanh thoải mái, và bạn bây giờ hiện tại bạn cứ cắm một thanh 16 đi về sau nâng thêm cũng được. Ừ cũng được. Không sao cả, và tự nhiên lên được 32GB. Đấy ngon đúng không? Mà bên này cắm được 4 thanh rồi. Đúng rồi, và còn cái việc nữa bạn đây bạn chia sẻ là bạn định nâng cấp lên 7600X và X670 thì ok, bạn có tiền bạn nâng, nhưng mà mình khuyên chân thành là hiện tại bây giờ đừng nâng lên 7600. Hiện tại thời điểm bây giờ nó không quá đắt. Cái lineup Ryzen 7000 bây giờ hiện tại anh thấy hai con hợp lý nhất là 7900 với 7900X là nó xứng tầm để so sánh được với cả Intel Thế thứ 13. Chứ còn với con 7600X nhá, đến con 12600K nó mới ngang ngang về đơn nhân, thua về đa nhân. Quan trọng là có thể nâng, nhưng mà những cái đi kèm của nó quá là đắt. Nó đắt. Cho nên nó không xứng đáng. Một con chip 8 triệu, một con main 9 triệu. Mấy cả đống RAM đây là 5 nữa. Thì nó và trong khi đá 12 nó hiệu năng tương đương mà main nó rẻ. Và sắp tới đây thì bọn 13 nữa, bọn 13 về. Bọn 13 cũng ngon, 13 cũng rất là ngon, thì chả có lý do gì mà mình muốn để khuyên anh em là lên con 7600X cả. Ví dụ như ở đây bạn bảo là bạn đang muốn lên 7950X và X670, không ý kiến. Không ý kiến gì cả, bởi vì nó rất là ngon, thậm chí nó còn ngon đánh, hơn. Đánh ngang ngửa hơn. Nó bền bỉ và ngon hơn cả con 13900 nhá. Đúng rồi. Nhưng mà 7600 thì xem lại, đợi, ok đợi. Không? Hoặc là đợi nhỉ? Hoặc là đợi đi. Đợi để đợi ra B650. B650. Nhưng mà nghe bảo là B650 cũng không phải rẻ. Nhưng mà chờ. Ok, đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ có 10 câu hỏi như vậy với bạn Trung, một newbie trong cái video hỏi đáp này. Hy vọng anh em vẫn sẽ thích video này của chúng mình để chúng mình tiếp tục duy trì cái series này trong một khoảng thời gian dài nữa. Tiếc quá không kịp đến số 50, nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta đã có thành mới thì sang một trang mới vậy. Nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.